Đi thôi. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha, xin chào. Xin chào. À, các bạn ơi, thì hôm nay á hai chị em tụi mình nãy giờ là giặt lộn với lại cái hầm cái hồ nhà của mấy chị em tụi mình, nãy giờ là hai đứa đứa nào cũng ướt nhẹp hết trơn á, thì rất là vui luôn khi mà hôm nay á là cái hầm á đang được rút nước ra nè. Thì mấy chị em có lên ý tưởng là biết là hầm dưới đây cũng rất là nhiều cá luôn rồi, nên là đến thời điểm mà mình phải bắt nó ra để mà bán rồi đó các bạn. Thì như các bạn thấy đó, ở phía sau đó là có cái máy mấy chị em mình mướn người ta đặt đó để mà rút nước ra. Thì khoảng 2 ngày nữa thôi thì mấy chị em sẽ xuống đây bắt cá cho các bạn xem nha. Các bạn có đón chờ không? À, chứ mấy chị em tụi mình ở đây rất là nôn nóng luôn á. Nôn lắm luôn đó. Rất là nôn luôn. Bằng chứng của cái sự nôn đó là đã có được cái 12 cái ngột ngày hôm nay. À, hôm qua đó thì hai chị em tụi mình có đi đặt cái 12 cái ngột. Cái chú bơm nước nói là chú bơm đó. Còn mấy đứa muốn đặt thì cứ đặt đi, tại vì cá cũng còn rất là nhiều luôn. Nãy giờ mình đi ở đây mình cũng cảm nhận là sẽ có rất là nhiều cá luôn. Nhưng mà không biết kết quả thì sao. Bây giờ mời các bạn cùng đi theo hai chị em tụi mình dở nha. Đó, đây. Đây là cái đầu tiên. Thấy gì chưa? Chưa. Đó là cái gì? Cái 12 cửa ngột thấy cái giớm. Xanh nè. Đây, đây là cái đầu tiên hôm qua mình đặt nè. Giờ mình sẽ mở nó ra coi nó làm sao nha. Ui da. Đây. Đây là cái đầu tiên. Sao mở ra ta? Hôm qua buộc chắc quá, nay mở nó không ra luôn. Rồi các bạn có hồi hộp nôn nóng như hai chị em tụi mình không? Để coi coi. Ôi các bạn ơi, có một con cua rồi. Không mở cái này là không mở cái đầu trên được. Yeah, chưa gì đã thấy có một con cua rồi nha. Cái nước này rất là mát luôn ha. Cái gì á? Cái gì đụng lưng tôi á? Cá á. Ôi các bạn ơi, chỉ cần chiều nay thôi là nước nó rút ra cũng gần hết rồi. Lúc đó ha là mình đi xuống đây hay là cá nó sẽ ghĩa mình luôn á. Ai mà muốn massage hay là lấy tới rồi chết gì đó xuống dưới đây nha. Nó ghĩa cho. Rồi bây giờ nè Ngân ơi, Ngân cầm đầu này đi nha, để tôi. Phải mở hai đầu luôn. Chút lại cũng được. Lôi lại đi. Trời ơi. Hạ xuống rồi. Cái gì mà có hai con cua vậy? Ai mà biết đâu. Nghe nói là nhiều cá lắm. Các bạn coi nè, nãy quảng cáo với các bạn là nhiều cá lắm để cho các bạn mong chờ. Vậy mà có hai con cua. Trời ơi, tan lên lục bình không à. Rồi, chút lại đi, chút lại rửa lại. Nè, Ngân ơi, có hai con cua. Buồn quá à. Để tôi lại đằng đây coi kết quả nó có thay đổi không. Ủa sao mà im gu vậy nè. Ngăn chút đi nha. Ở đây nhiều cua lắm nha ơi. Đợi tôi xíu nha. Ôi ở đây nhiều cua lắm nè. Cái này hôm qua buộc chia cho cứng vậy nè. Ngân ơi, đầu này có nhiều cua nè. Để chốt. Rồi. Mở ra làm sao đây? Này, đổ ra. Trời, hai bà cua nhỏ xíu xíu à. Yên tâm đi, ở đây nhiều lắm. Tôi mới thấy nè. Nhiều luôn á. Đâu rồi? Lên. Chốt lại đi. Nè, con cua bự kìa bá luôn. Wow. Con cua càng kình nè. Cái sụn quá trời. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 con luôn. Một đống con luôn. Đã quá. Cái sườn đi đâu vậy? Cái sườn. Các cô chú, anh chị, các bạn ơi, xem nè, cua nhiều lắm luôn á. Mùa này á thì ở chỗ tụi con á rất là hiếm cua luôn. Nhưng mà không biết sao hôm nay nhiều quá. Bơm nước ra đó. Làm như mấy con này nó chạy. Wow. Nhìn nè. Mà nó mập ú, mà nó to đùng luôn. Không có con cá nào hết trơn vậy. Toàn cua không à. Nhân ơi, làm như nước nó chạy xong nó ra ngoài kia. Wow. Xuống con ơi, xuống đi. Thôi chưa, một chút không ra đâu. Còn một ở đây nè. Rồi, ra rồi đó. Chưa hết nữa hả? Wow, nhiều cua quá à. Mà không biết sao á. Cua ở chỗ tụi mình đó là bự không?
Ôi con cua cặp đàn nè quý vị ơi. Các bạn coi đi. Các bạn biết sao không? Mình không biết nữa. Đó là cua ở chỗ quý mấy chị em tụi mình, nó con là con nó thì bự lắm luôn á, chứ nó không có nhỏ như ở bên kênh Tà Luộc của anh Tám. Không biết sao nữa, cua đây là toàn là cua già không đó. Cua đây là cua lâu năm. Cua lâu năm, không ai bắt hết. Wow. Không có con cá nào trơn, toàn là cua không. Rồi kéo đi luôn đi, bơi bơi. À, mình đi thôi. Tiếp tục nha. Mình đi tới cái 12 cửa ngục thứ hai. Ôi, nhanh kìa, nhanh cua nó bơi quá trơn kìa. Nhanh lên. Trời ơi. À. Một con cua, hai con cua, ba con cua. Gì vậy? Ôi, ôi, gì vậy? Gì vậy? Con gì hả? Con gì hả? Con gì hả? Ngồi. Ngon dãy cây rồi nè. Ui. Ngắn mày nó quá hả? Ủa cái gì vậy? Có gì đâu, giúp lại đi. Trời đất ơi, làm hết rồi. Ê, có cá kìa. Wow. Cá này cá gì đây? Sao mà chui dưới đây vậy? Cá chấm. Để tôi coi coi. Ôi, trời ơi, Ngân ơi, cua nhiều lắm luôn á. Quá trời cua luôn. Nè, ừ, các bạn ơi, cái 12 của ngục này quá trời cua, còn có thêm cá nữa nè, cá linh. Biết sợ không? Sao? Ám ảnh cái đoạn này. À vậy đó hả? Thôi làm hết rồi, mấy đứa gãy cây luôn. Trời ơi, quên luôn á. Trời ơi, trời, có con còng nữa nè. Có con còng nữa. Wow, các bạn coi nè, vừa cua vừa cá. Ui, quá trời luôn. Tại vì á, ở trong cái chỗ đất này á, là hồi đó giờ là ít khi nào mà bắt cua lắm. Không nghĩ là nhiều như luôn á. Hôm nay chắc là trúng mánh hay sao nha ơi. Đã quá, sắp tới ha, mà có mùa có mưa rồi còn cua nhiều hơn. Đúng rồi. Trời ơi, quá trời luôn nè. Vậy là cái bữa mà mấy chị em mình tát cá là mình nghĩ là sẽ không còn con cua nữa đâu. Chỉ còn cá thôi. Tại vì hôm nay á, cua nằm trong đấy chưa rồi. Chui đây hết trơn rồi. Mở thôi, mở thôi. Chưa, để xíu buông ra đi. Cứng nhất. Con gì nó cắn. Đau quá. Trời, làm gãy cây luôn rồi. Hết hồn, tưởng con gì, ai về đâu, tưởng bé Na. Ui, ui, ai về? Bà. Không có bà, bé Na đâu, bé Na trốn rồi. Trốn rồi, thiệt không? Đây, chúc cho các bạn xem nha, có con cá nữa. Ôi nha ơi, nó bò kìa, nó bò vô luôn rồi. Wow, có lý rồi nha. Cái này có bộ êm à. Im à. Êm quá. Quả trời luôn. Ủa nghe. Vậy là tối nay là phải hai chị em thức ở đây canh nha. Không thôi là người ta bắt hết cá của mình luôn đó. Ý con này là con cá linh. Cá linh. Ở nhà ơi, tối nay thức ở đây canh đó. Không thôi người ta bắt hết cá của mình đi luôn á. Thôi, còn con cá trong này không để ý nè. Đâu? Tôi nghĩ hầm mình nhỏ xíu à. Tôi nghĩ hầm mình cá trắng nhiều lắm. Trời dầm luôn rồi. Hãy lên đi. Đây còn một đầu nữa. Đầu này thì sao nhỉ? Cua kìa. Cua. Cua kìa. Có cua nữa nha. Cua kìa. Có cua. Chưa để tôi chút hết đi. Con gì? Xịu. Không có. Ê, con có con cá lồng tôm hay cá linh nhỉ? Cá linh. Nhảy quá trời. Wow, đầu này không nhiều rồi các bạn ơi, đầu này có hai con cua với con cá linh. Xuống đi, xuống. Mở ra luôn nha. Vậy là hôm nay là có quá thịt cua luôn rồi. Cua này mình làm gì ăn giờ nha? Này hả? Ừ. Nấu canh ăn rồi nhất nhất. Ờ, thường á, ở chỗ mình á, cua thì nấu canh ăn là ngon nhất luôn. Không có cái món nào mà ngon bằng canh cua mà nấu với rau dền nè, rau diệu nè, rau đay nè, mồng tơi nè. Hay là hồi mình hái vài trái mướp với hái mớ rau diệu đi. Tại vì mùa này thì không có rau dền. Rau dền chị mưa nó mới có nhiều. Mà rau diệu thì nhiều nè, rau diệu mùa này nhiều lắm luôn á. Mình lên mình hái. Hết chưa, sao mà lục bình nhiều quá vậy? Bỏ lục bình ra đi. Để tôi bỏ lục bình ra.
Đây cho các bạn xem thành quả hôm nay của mấy chị em tụi mình nha. Được mớ cua nè, với lại hang cá. Hang cá này tội nghiệp quá, thôi thả nó đi em ơi. Để sao mình bắt nó lại. Mình bắt cua thôi, thả nó đi. Ôi con cua này đừng cắn cá. Tội nghiệp nó. Rồi thả mày đi nha. Cái bà này bà nhỏ xíu thôi. Thả luôn. Vậy cho bà đi luôn nha, đặng mốt nữa bà lớn mình bắt lại sao. Trời ơi, dễ sợ thiệt, hai ngày nữa là hết rồi đó. Rồi nhớ đi. Ê, nha. Mày đừng bu vô tay tao chứ. Đừng kẹp chân tôi á. Rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Hai chị em mình đã dỡ xong hai cái 12 cửa ngục rồi các bạn ơi. Bây giờ thì sẽ đi vô nhà nha. Mình đi lên mình kiếm rau. Đi lên hái rau. Lên kiếm mớ rau. Trời. Cho xuống tắm chút nữa đi. Trời ơi. Nắng rồi. Vô thôi. Cua này á đâm ra nấu canh là ngon lắm luôn á. Nhưng mà mình ăn cái gì bây giờ ta? Mình ăn cái gì bây giờ? Để đó đi. Để đó phơi cho nó khô. Vô. Đi thôi. Tìm rau. Đây. Ừ, tới rồi nè. Thanh Anh Thanh. Wow. Cho các bạn xem nha. À, mình thấy nó nhẩm nhìn thì thôi chứ thiệt ra ở đây là rau dịu á, rất là ngon luôn. Nè, rau dịu mùa này ở quê mình nè, chỉ cần lặt ra gì thôi đem nấu canh là ăn là bá cháy. Rau dịu mà nấu canh cua ngon lắm. Ôi ăn mát cực kỳ luôn á. Mấy cái chỗ này là nó bị hơi bị sâu ăn cái lá một chút nè. Lặt cái lá bớt. Ừ, nhưng mà không có sao. Cái nào bên đấy hả, nó ngon kinh khủng luôn á. Xíu nữa vô cái mình lặt lặt mấy cái lá hư này bớt nè. Mình thấy mình lựa đừng có cái lá hư. Tại vì cái này không có tốt chiều sâu cho nên là bị mấy con sâu nó nhắm á. Cái này là mọc tự nhiên luôn á, mà đem nấu với canh cua là ngon bá cháy luôn. Cứ tưởng là có cá thì mình làm món khác, còn giờ nếu mà có cua thì thôi mình nấu với lại rau dịu luôn, ăn cho nó mát. Nên thấy một ít mướp nữa. Mướp nấu là bao ngọt. Tách nó. Nhà mình có chị ba là bằng cây vàng của làng tách cua. Chị tách lẻ lắm rồi. Cái gì của làng đâm cua. À, các bạn ơi thì mấy chị em mình đã về đến nhà rồi, đợi chị An về đến nha. À, trong lúc đó thì có hái một ít rau dịu, một ít mồng tơi với lại vài trái mướp để mà vô nấu canh. Thì cua thì mình thấy là nấu canh là ngon nhất đúng không chị An? Đúng rồi, rất rất ngon chuẩn luôn. Hôm nay cho em làm việc nhẹ nhàng rất là gọt mát. Rồi gãy cua làm hay rồi. Chị ba tách cua hay lắm á. Của em thì em đâm hay. Để tốt là em bé tay. Còn bá bấu nè, chơi thế chứ. Mấy con cua ở chỗ của mình nó hung dữ lắm á chị em. Nhưng nó nhanh lắm á. Nó đưa cái càng lên nó lẹ quá ha. Dạ nó nhanh lắm luôn á. Dán đợi đi, 2 ngày nữa thôi là mình sẽ được bắt cá rồi. Chị nghĩ là nó cũng thủ thế dữ lắm á Cẩm. Nè nè, coi bả nè. Trời ơi. Ở đâu mà chưa lên nhiều quá vậy. Vừa có cặp càng rồi chật. Đây các bạn ơi, đây là rau dịu của nhà mình nha, rất là ngon luôn. Chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không, ngày nào mình cũng giới thiệu mà rất là thuộc lòng luôn rồi đó chị. Đó là rau dịu mọc tự nhiên nhưng mà có tí nước. À, chị coi cọng rau dịu nè, rất là to luôn. Nó từ trước giờ chị mới gặp nó to. À, các bạn thấy ha, đây là xây nhỏ. Có hai xây. Rau dịu này là ngon luôn á. Chỉ có cái là mình tưới hoa, tưới bông á, cái nó dính vô miếng nước nữa. Ừ. Nên là nó còn ngon hơn nữa. Còn rau nhà mình trồng là phải từ cỡ này nè. Nó bị trúng rễ heo chứ không cảm. Ồ, nghe nè, đau lòng. Đau lòng quá. Cái cầu ngằn này. Rồi, đưa thôi, chị đi chị đâm cho. Hôm nay cho chị em đâm cua nữa. Cua quá trời thịt luôn. Em rửa. Ngon quá à. Thơm á chị em ha. Làm tô canh được rồi đó. Canh không ngọt quá mình ngon quá ngon. Nhiều nhiều quá cái mình nấu lẩu cũng ngon chị. Lẩu, lẩu để vô đậu luôn ha. Lẩu với hải sản cũng mà ngon ngon nha. Trời ơi. Nhớ cái lẩu cay chị mua hôm bữa không? Ừ, lẩu đó đó. Ừ. Trời ơi, nó mịn cái gì đâu. Lẩu nó ngon chị hả? Ngăn dạ. Mua hả? Hôm bữa em với Ngăn mua á. Còn hả? Dạ.
không. Giang ơi, nước có ít quá không vậy? Em biết đâu á. Chắc là thêm miếng ăn ha. Hoặc là chút nữa mình vớt cua xong mình thêm nước sâu cũng được. Vậy mình cho cua nó chín trước nhỉ. Cá của chị Ba cho đó nha mọi người. Thơm quá. Trắng tinh khôi luôn á. Trắng tinh khôi. Chị Ba mua ở chợ hả chị Ba? Dạ mua. Ôi, chị Ba thấy hương quá à. Nhiều ký chị. Nhiều chị Ba mới có cá lóc ăn ha. 101 phần 2. Vậy là cá lóc đồng. Chị Ba biết cẩm à, thích ăn cá lóc nhất. Ít xương nữa, ngăn thì ít xương nè. Trời. Cảm ơn chị Ba. Trời, chị Ba hiểu ý ghê luôn đó quý vị. Nhà này chị không hiểu ý hai đứa sao được. Tiếp theo mình sẽ cho mướp vô. Mướp này hơi sơ nha quý vị. Nó hơi già chứ ngon quá à. Cho mướp vô một xíu nữa thôi, cho ra vô xem. Tới. Anh nghèo rất tới mồng tới. Anh nghèo rất trái mồng tới. Hồi đó chị thích cái bài đó lắm nha trời. Sao chị em hát cho chị em mùi lắm luôn. Nhà anh nghèo rớt trái mồng tơi. Quý vị ơi, tuổi thơ em bất hạnh, em không biết cái bài đó luôn. Em biết bài đó đó. Ngày xưa cỡ tuổi chị thì nghe bài đó chứ, mấy cưng giờ nghe nhạc rap không. Về giờ tại gì không. Ý à, nếu như mà so ra bolero thì nó chân ca hơn. Ngon quá chị ơi. Chân ca cái gia vị của nó đỡ buồn hơn. Cho rau dịu vô lên cơm nó bụng mình à. Rau dịu vô. Trời ơi, nồi canh khổng lồ. Canh mà rau đố thấy cua đâu. Ăn hết rau thì thấy cua. Cua với cái đầu cá lóc. Ba cái rồi đấy. Trong này là 5 món trong đây luôn nè. Vừa rau dịu, vừa mướp, vừa mồng tơi, vừa cá, vừa cua luôn. Tôi cũng thèm nữa. Cả nhà thì thèm. Cho hành thèm vô. Cho hành vô. Nhiều hành với nhau. Thơm. Thơm gì đâu á. Ủa tiêu tôi đâu rồi? Nó nhấm xế cho nó bể cua. Các cô chú, anh chị, các bạn ơi, thì mấy chị em đã nấu cơm xong hết rồi. Hôm nay thì có món canh cua với lại rau dịu, rau mồng tơi, mướp, có thêm cá lóc kho của chị Ba mua đem về nữa. Xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Chó, trời cái bé ơi. Chó này. Các bạn ơi, ăn nó hoài. Con chó nó tắm ở dưới sông, nó nhảy một cái đùng làm hết hồn. Thôi mời mọi người ăn cơm tụi nha. Tụi nó thả nhiều đồn sông nữa rồi đó. Hết hồn hết chứ. Rồi mà cái nha. Nó lội về đó nọ. Lội về tay vậy đó. Ủa nhẹp hết trơn. Ủa nhẹp mảnh. Trời ơi, nó khoái tắm. Em mày thích chen một ít canh. Nhiều con không thích tắm nha. Mấy con nó hơi dơ quá. Chen gấp lên đây nào quá trời nhiều. Chen kho thử. Tuy tươi lúc tới không đâu. Gà quá ngon chị ơi. Ngon không? Nó ngọt ngay luôn. Thơm. Hấp dẫn. Căng trúng tiêu, ngon quá. Mồng tơi nè chị. Bây giờ mình ăn lá không à, như rau dịu nữa. Đó. Bốc khói luôn. Rau dịu mình nấu lên cái nó vàng vàng á. Có cái màu. Ừ đúng rồi, cái nước nó cái nước nó chỉnh ra cái nước. Ngon quá chị ơi. Không có bị đắng như bữa trước. Tại mình nấu xong mình ăn lì nữa. Nó mới ra nước. Ủa chứ tại vì nó ra nước nên nó bị nhẵn. Ngon quá. Mồng tơi ngọt. Mướp ngọt quá. Mướp ngọt. Hôm nay em với Ngân đi dở 12 cái ngục đó mà không có dính cá. Dính cua hả? Dạ dính cua không mà chị ơi. Chắc là cá là nó để dành lại không? Để bữa sau mình bắt hay sao? Nó còn tuốt ở dưới đáy. Nghĩ cũng còn sâu lắm. Dạ nước cũng còn nhiều, phải 2 ngày nữa. Giao đi mọi người ơi, quá ngon. Chấm với lại nước mắm ớt cay cay ăn quá trời ngon luôn. Như bữa nay chị kho cá không mặn gì. Không mặn hả chị? Không mặn. Không có mặn. Không mặn luôn. Cái cua này là mùa này nó hơi hiếm hơn mấy mùa trước á chị. Mùa mưa á cơ. Đúng rồi. Nó nhiều có cua nhiều. Nhiều. Mùa này em kiếm có là hơn rồi đó. Bán bán hết lắm. Nhiều cá không có. Tại vì á, trong này hiếm. Bơm nước ra nó có cua
còn ngoài khó kiếm hết luôn á. Không kiếm ra đâu, mùa này ít cua lắm. Cũng ngạc nhiên là bắt được cua. Mùa này như là mùa lúa nè, chuẩn bị cho thu hoạch lúa là nó kiếm cua đó. Dù khoảng tháng 4 bắt đầu trời mưa nè chị. Trời mưa, còn tháng 3, tháng 4 là trời ơi mưa mà buồn húi ruột luôn. Mà tháng đó lại có cua có cá nhiều ha. Dạ. Có nước mát. Tháng nắng ít lắm. Nó phải mưa chứ. Mày thời tiết giờ có không nói được. Nhưng mà tự nhiên bắt chợt có mưa. Ngày Tết cũng mưa ào ào. Bắt chợt cái có cơn mưa mình cũng không biết đâu. Ngon quá. Canh ngọt. Ăn ngon. Ngày trước còn đóng được thời tiết chứ giờ đóng không nổi luôn. Thế thì Tết hả? Tết cũng mưa. Cơn mưa. Mưa bắt chợt. Đáng đáng chị mua bữa dưa không em? Mồng tơi với rau dịu ngon quá trời. Mồng tơi ngon nha. Ngon nha, ngon nha. Thấy vị đó chứ rất là ngon. Tuy người ta nó hơi dài, hơi da đọt thôi chứ người ta vẫn ngon. Lá rất là non luôn. Bữa em đi bán cũng sợ sợ chị. Nhưng mà bây giờ em mới thấy là ngon. Bữa nay được kiểm chứng đúng không? Mình tự tin mình nói đúng không? Dạ đúng rồi. Ngon thiệt. Nó gà tới lá luôn. Giờ là hái lá ăn không không hết nữa. Bây giờ chị ba ăn xong no đi ha. Tối cái em đem cái mùng cái đó cho chị ba nằm canh cái máy với em nha. Chị ngủ không? Chị có canh không? Em hả? Nằm nó sợ lắm, không dám ngủ luôn chị. Em ba có sợ ma đâu, ngăn á. Để mời hai chị em mình ở tối nay hai chị em mình ngủ. Thôi mình em suy nghĩ lại bắt ngăn ra ngoài. Dùng ngăn canh. Cơm no rượu say rồi mình đi. Sao? Đang lừa Sương. Sương ha. Cho nên cô ấy nói không được. Nó không nói, nó không nói là nghĩa là nó đồng ý rồi đó. Ngăn. Đúng rồi. Ngăn đi canh là chịu đây thêm củ tỏi thì ngăn. Chị nói thật á. Trong nhà chị không phải là người sợ ma nhất mà là chị Cẩm. Trời ơi. Cần nhớ cái lúc mà cái bên có người vừa mất không? Trời ơi, chị Cẩm quấn quéo quá chừng. Chị Cẩm kêu á là tối ngủ là đắp mền là không dám lối chân, sợ bị kéo chân. Thôi em mạnh mẽ lắm mọi người. Không biết hôm nay đâu. Thôi cho nên chơi ngủ trong nhà đi. Mình phải bốn chị em luôn, mình làm bốn gốc. Không ai vô ăn chậm cái của mình được đâu. Đủ luôn lắm. Người cầm một dây mùng. Dạ. Các bạn ơi thì hôm nay mấy chị em rất là vui luôn. Ăn rất là ngon khi mà trở lại được ăn mấy cái món đồng nè. Chính tay mấy chị em mình bắt rất là thích luôn. Nếu mà các cô chú anh chị các bạn thích thì nhớ like đăng ký để ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.